đang đang mở ai cho ăn hả? Đi ngoài hẻm mà nghe hai mẹ con cười khúc khích khúc khích. Anh vô nha. Bữa nay phòng lạ quá ha. Để chắc đóng cửa là hả? Tại có máy lạnh ha. Có cần đóng không? Dạ đóng cũng được, anh không đóng cũng được, đóng sao đâu chứ. Để đóng thì để chứ không nói nghe. Anh xin vô bài rồi, sao vậy? Ủa? Quen không? À. Nãy giờ nó còn giỡn lắm. Đi ở ngoài hẻm mà nghe mà hai mẹ con cười cười. Mới ăn xong đó hả? Dạ. Ủa sao em đeo hai cái vớ nó khác rồi. Không biết sao. Mà hai em chán một cái nó lem ra đem vô, đeo hai cái xong bắt đầu nó dục dựng hết, em đeo cái này cạnh chiếc kia. Có lạnh không? Có lạnh không? Dạ. Ba Tâm chú sinh Dương mà. Dạ. À đang nói chuyện hả? Dạ ba nuôi nị. À ba nuôi hả? Ba nuôi tí nị đang nói chuyện. Nãy giờ em giỡn với nó hết, nó giỡn nha. Dạ. Dạ. Ba nuôi hay gọi điện về đó hả? Dạ. À, hình như là khoảng tháng mấy hả? Tháng mấy không gặp hai mẹ con? Lâu, lâu khoảng 2 tháng hơn đó. Dạ. Hôm nay mình thấy em gầy hả? Ờ, bữa nó ở bệnh viện về tới giờ nè. Mới đi bệnh viện nữa hả? Dạ, đi bệnh viện nữa ta cũng được 10 bữa. Rồi, cái tháng nay là nó bệnh không ạ? Bệnh hả? Rồi về hồi nào? À, về cách đây khoảng 4 ngày, 5 ngày. Còn anh nghĩ sao hồi lúc mà anh em mình gặp á, không là thấy em 5... gầy thôi chứ không phải là tí nị gầy. Hồi lúc đó thì 5kg thì giờ vẫn đi 5kg luôn á. Bệnh tình của tí nị là cũng vậy luôn, nó cứ tới lui vậy hoài. Nói chung là hôm bữa tự nhiên cái nó hay bị tím người, mệt cái nó mệt cái là giống như nó thở nổi vậy, tím người. Mà hôm bữa giờ lúc mà không gặp anh tới giờ khoảng là 3-4 lần. Chắc là mấy cái đồ trong nhà là đồ tặng chứ không phải là mình mua đúng không? Dạ không, đồ tặng hôm bữa em nói với anh á là mua cái tủ với tủ lạnh này á, em có nói với anh á thì mua được cái tủ rồi, xong rồi cái ảnh là mua mấy cái này làm lại, em nói là thôi để từ đi anh ơi, cái xong mà nó không chịu, xong rồi ảnh nhờ bạn ảnh á, ảnh có một người 10 bạn ở đây ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi, cái xong mà ảnh nhờ cái anh đó rồi mua đồ đạc này nọ thì anh xuống anh coi, anh chuyển xuống cho em. Anh đó là bạn thân của anh. À, sẵn đây thì Gu Phú xin phép được chia sẻ lại cho cô chú anh chị, ví dụ như là có quên hay là những ai chưa xem thì mình biết hai mẹ con của Dung với lại tí này chắc cũng khoảng tầm khoảng trên 4-5 tháng nay rồi. Trường hợp này thì mình biết được là thông qua là bạn bè của Dung, lúc đó thì Dung hình như là con bệnh rồi không có tiền đóng tiền nhà trọ, nói chung là rất là khó khăn. Sau đó thì được cái duyên nên là em có công việc nó để mà đồng ra đồng vô lo cho con, rồi thêm nữa thì cũng rất là vui khi mà tí nị đó có được cha nuôi, hình như là ở bên nước ngoài đúng không? Dạ đúng rồi. Bên nước ngoài nó hỗ trợ những cái thứ cần thiết cho hai mẹ con trong thời gian gần đây. Chắc là ba nuôi đó là hình như là có liên hệ với lại tụi anh đúng không? Dạ có. Liên hệ tụi anh để là anh mới gửi cái số điện thoại qua cho. Dạ anh. Đúng rồi. À. Với hôm bữa ảnh nói cái vụ mua đồ đó là anh nói anh gọi cho anh hay anh Duy gì á. Anh có nói. Dạ anh nói là mua đồ này nọ gì đó thì anh nói là bây giờ cứ nói trực tiếp với em đây, xong rồi bữa em mới hỏi anh đó. Là bữa mua cái tủ. Dung thời gian mà đó thì Dung cũng có nhắn tin riêng với lại Google Food cũng hỏi là ví dụ như là nhận mấy cái này thì có kỳ hay không hay là như thế nào, thì Google Food cũng có nói là đây là cái tấm lòng từ những người tốt bụng, người ta muốn giúp cho hai mẹ con
để mà tốt lên trong cái cuộc sống, nên là không có gì đâu, nên là cứ nhận đó. Bữa nay là nhìn nó đỏ, bữa nay nó anh hả? Ban đêm có ban đêm thì hả? Em không dám buông ban đêm hơi căng. Mà tội nghiệp ba nó cũng tội nghiệp ống, giống như là khi mà thấy em mệt quá này nọ, cái kia em ngủ đi rồi ông để em hỏi đó, anh vừa làm vừa coi nó nhìn nó, nếu mà nó có này hỏi cái gì đó thì anh sẽ gọi điện thoại nữa. Thì thấy em mệt quá rồi, cứ nó nằm thôi này nè, em nói anh hả? Chạy lên bệnh viện chạy lên bệnh viện chạy về, làm bảo một tháng rồi. Viện Nhi Đồng Hang hả? Dạ đúng rồi. nằm cũng được 7 ngày hay nhiêu vậy á, quên rồi. Cái ga vô hoài, cái em cũng ke nản, em không có suy nghĩ gì, chạy lên chạy xuống miết vậy đó. Rồi em đứng ngồi chân thôi hay ngồi đi? Dạ, ngồi đây. Anh ngồi đi. Tại nay đi tạt ngang bên dạ. Thanh Đa nên là sẵn tiện là chia sẻ cho mọi người. Thì thông tin tại cũng có nhiều nhiều cô chú anh chị liên hệ hỏi tình hình hai mẹ con như thế nào. Còn việc mà đi bán thì sao? Với lại em cũng đã em nói với anh bữa giờ cứ đợi anh xuống, là bữa giờ đó giờ ba của mấy chị nói là bây giờ thôi đừng đi bán nữa, đừng đem này đi bán nữa. Ba nuôi. Dạ đúng rồi, ba nuôi á, nói là không có đi bán gì nữa, em cứ ở nhà giữ nó đi. Rồi xong mà những cái gì em bán em lời hay này nọ gì đó, đúng thì anh nói là cái đó thì anh sẽ trả. Anh cho em để ở nhà giữ con, đừng có đem nó đi, nó bệnh hoạn này nọ, để đi nắng no lắm. Thì đúng thật sự cái đó là em có nghĩ. Em nghĩ là giờ ở nhà hoàn toàn là để nó, giữ nó. Là anh có thể làm giúp cái phần đó cho em. Thì ba nuôi thì nói vậy, thì nói là khi mà anh xuống á, thì nói với anh vậy. Nói gì vậy? Vậy là cũng mừng rồi. Dạ, với lại còn sao? Còn tiền nhà trọ hay sao? Dạ, nói chung là chi phí đồ này nọ là tổng hết là anh, dạ anh gửi về tiền nhà tiền cửa này nọ không cho hết. Thì cũng mừng đó. Dạ, anh nói là đừng có suy nghĩ gì hết, với lại sẵn tiền em nói anh thôi, đúng là thời điểm bây giờ nói chung là hồi lúc trước hai mẹ con khó khăn á, thì em có nhờ tới bên anh bên Phú Quốc rồi nhà được mạnh thường quân á, thì giúp cho em một cái phần đó, thì bây giờ em cảm thấy là hai mẹ con em cũng đủ rồi. Và cũng như là em sẽ nhường những cái phần mà mạnh thường quân á, nếu mà cho em gửi cho này thời điểm này thì gửi là cái đó là mình gửi lại cho những người sau mình nữa, cho những người dạ, khó khăn hơn. Dạ. Còn giống như là khi nào tới anh Nghị á, mổ hay này nọ, nếu mà sự là mình thường quân hay là có giúp đỡ cái cho em á, thì giữa lúc đó thì em sẽ xin nhận. Còn ở thời điểm bây giờ thì em cũng nhường lại. Tại bây giờ em cũng cảm thấy hai con cũng đủ rồi. Tại em xin biết không? Khi mà mình nhận những cái tiền đó, không phải nói chứ, những cái lúc mình không có đúng là mình mừng lắm, nhưng mà khi mà mình nhận rồi này nọ, đôi khi mình muốn cái này cho con này nọ, hoặc đi ra đường anh đắn đo lắm. Kiểu là ăn uống hay này nọ, mình mấy chị đòi rủ đi ăn hay này kia cũng không dám đi, ngại lắm, không dám bước ra đường, tại vì sợ khi mà mình đi ra đường mình ăn uống rồi mình cũng nói chuyện hay này nọ đó, ta nhìn vô thấy ồn xong bé này ha, bữa nó lên thấy nó khổ hay này nọ, giờ đi ra đường nó ăn uống ngồi nó cười nói giỡn hết, là nói chung là không đi đâu luôn á, thậm chí mình muốn bận quần đồ cũng được, nó vậy á. Mừng rồi. Mọi người theo dõi đó, mọi người đã bây giờ cũng yên tâm rồi đó nha. Đó, để cho mọi người cứ hỏi gọi điện hỏi là hai mẹ con sao rồi. Mình sẽ, nhưng mà có cái điều thì tí nị nó cứ bệnh giặt hoài. Dạ, nó cứ vậy hoài á. Mình xin phép là chia sẻ thêm về cái bệnh tình của tí nị nha. Mình quên cái tên bệnh rồi, nhưng mà nói chung là phải phẫu thuật cho cháu để mà cháu có được cái âm, cái giọng nói, có cái âm thanh nha mọi người, chứ là cháu không có nói được. Dạo này chị lớn nè, chị lớn chị dữ lắm anh, tại vì cái giọng nói không được anh, làm gì ức chế la không à, hay là nhảy ngược rồi lại không có nói được gì hết. Làm gì hôm bữa được cũng gần 6 kg anh, mà hả tự nhiên bệnh cái chặt bệnh, cái đợt mà mưa rồi xuống nó đợt nó bệnh một phát, mọi nói anh hả tụt cái mấy tụt xuống giờ còn không biết được 5 kg thôi. Cái lúc mà mình khó khăn á, với lại lúc mà kiểu là túng quẫn quá, mình đâu có nghĩ là được sự giúp đỡ như ngày hôm nay, đúng không? Dạ. Đặc biệt là ba nuôi của tí nị rồi đó các thứ. Dạ. Nó bây giờ nó cũng gọi là qua cơn mưa trời lại sáng rồi đó. Dạ. Mọi chuyện nó cũng trở lại là bình thường. Có cuộc sống nó đỡ hơn trước rất là nhiều. Ủa cái này là nhà dán thêm hả? Dạ đúng rồi, em mua người ta ốp cái gỗ vô anh này, xong rồi em mua cái này em tự dán cái hơi lạnh nó ra. Làm gì cơ?
tự nhiên buổi tối em thấy anh luôn á, nằm xuống một cái tan tráng á, suy nghĩ là tự nhiên cái cảm giác là tại sao mình được như vậy, mình không ngờ, em không ngờ luôn á nha. Được hả, tốt cho mọi thứ về mặt con cái, những cái không gian để cho con em á nó thoải mái rồi này nọ, bệnh tình của nó nữa sạch sẽ này nọ, thiệt sự mừng lắm luôn á. Rồi bây giờ có đi tái khám nữa không? Dạ có anh, nhưng mà em đi ở ngoài, em đi ông bác sĩ đó là ông có một mặt riêng ở ngoài á, là ba nuôi nị kêu em á là nếu mà con cứ bình thường hay này nọ gì cái là ăn uống rồi đi khám ở ngoài, đi tính tư đi theo dõi ông bác sĩ đó, chứ đừng kiểu như là bệnh hay này nọ mới chạy về bệnh viện. Thì cứ uống hết thuốc anh, là đi ông bác sĩ tư đó là bữa đó là nằm có khoa của cái bác đó. Anh nói nha, anh nói cái này thế nào cô chú anh chị hoặc là người xem họ cũng để có cái phần bình luận. Thì chắc là sẽ có bình luận đó là chắc là Dung sẽ có tình cảm hoặc là ba nuôi của Tí Nị có tình cảm gì với Dung hay là như thế nào. Dạ, nói chung mà hồi lúc trước lúc đầu em nói vậy là thế, nhưng mà tình cảm mà nói chung cũng không có nói được, mình không có nói được, nhưng mà mình công nhận là mình nó phủ nhận hay là cũng không đúng, nhưng mà thì nói chung là tới đâu thì mình tính tới đó thôi. Nhưng mà đúng thật sự nó đứng phương diện đó là hai mẹ con em hiện tại, nếu mà thực sự một người nào tốt á, gọi là tốt hẳn tốt với mẹ con luôn, lo lắng cho con cái em này nọ, mình em cảm thấy á nói chung là được á thì em sẽ bước. Tại vì anh biết không, khi mà hai mẹ con vô cái đường cái thế là con đâu gọi là cái gì nữa đâu, đâu còn cái gì nữa đâu anh, giống như có một người nào đó là nâng đỡ mình thôi này nọ, quan tâm thương mình thật lòng á, thì là suy nghĩ tới cái chuyện mà giống như gia đình nữa hay là nọ. Tại đây là cái lần đầu tiên mà gọi là mình khó khăn mới có người giúp mình, còn dạ, những cái lần trước những cái lúc mà chưa hoạn nạn thì cũng có người bên cạnh mình, nhưng mà không phải là lúc mình khó khăn đúng dạ, không dạ đúng rồi anh. Giống như là thời điểm mà mình rớt xuống rồi là giống như là mình không còn ai nữa. Cái người đó mới là thương yêu mình thiệt tình, không có còn ai nữa, là giống như là khi mà có ba nuôi của mấy nị là nhận nị hết rồi, xong cái anh nói chuyện á là cho em á là phải kêu em đừng có buồn, hay là lấy được cái sự quan tâm nhiều hơn trong cái phần gia đình anh em. Không chịu ngủ hả? Mới ăn xong. Làm gì vậy? Nó chưa có được tươi lại nữa, nó chưa được tươi nữa. Nó xanh. Uống sữa rồi sao? Dạ sữa em đổi qua. Thế là uống được không? Hồi lúc mà tầm khoảng một tuần thì lúc em nói với anh, nó hỏi là coi như một ngày uống chắc được 50. Uống chút xíu rồi nó đút rồi thôi. Nó ăn lại được khoảng tầm 2 ngày, 3 ngày nay. Nó ba nuôi hỗ trợ cho cái tivi để lên cái nữa được rồi. Hôm bữa giờ ba nuôi đòi đi mua chứ mà em không chịu, em nói là bây giờ chưa đâu, từ từ đi anh ơi. Em nói là mua đủ thứ này nọ, em thấy nói chung là mình cũng ngại chứ anh, nếu mà người ta cho mình hay này nọ, ngại, thật sự ngại lắm, sợ là suy nghĩ là nói chung là đúng phương diện là anh cũng biết đó, sợ là ngại lắm. Nó tới mình bất ngờ quá không? Dạ đúng rồi anh, cái nhận thôi nè. Em nói lúc đầu em đâu có chịu đâu, em nói là thôi anh ơi đừng có làm mấy cái này nữa, để cho ông nói không, em anh đâu cho em đâu, anh chưa anh cho gái nuôi anh mà, anh đâu cho em đó, nói em sợ là chú xin xuống đó. Rồi hả quay này nọ, sợ người này kia lên nói này nói kia, em lên đọc em thấy cảm nhận em thấy cũng buồn. Tại vì đôi khi bây giờ cũng có một cái hai câu bình luận á, em lên em đọc cũng thấy em cũng buồn. Nhưng mà xã hội mà. Dạ. Gắn cái tivi đây được. Làm bữa mua mấy cái này là em không có chịu, xong anh mới nhờ cái anh đó, anh đem cũng tin tâm, dạ, anh đó cũng tin tâm rồi, xong rồi đi mua này kia, xong rồi xuống nhà hôm trước chế, là cưỡng chế luôn hả, xuống nhà trước là thăm hai mẹ con, sau đó là coi đó rồi, xong bắt đầu anh tự lên sắp đặt anh mua anh đem vô. Trong đó là gian bếp hả Dung? Dạ đúng rồi. Ủa sao em không đặt cái tủ này đặt ngang gì nè, đặt ngang gì nó ấy không hả? Tại anh che được che cái bếp hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em chưa có nấu á, khi mà em nấu gì đó thì em đẩy cái tủ xuống lên. Cái bồn mới đúng không? Em hồi sáng mới làm cái ông chú đó, bữa giờ để ông chú mới làm xong hồi sáng á. Làm bữa là gắn cái kia rồi mới đem lại sắp xếp lại. Làm ra xong đó cũng xỉn điển ăn tụi mày. Sạch sẽ. Sướng rồi ha. Sướng rồi ha. Hả? Được có ba nuôi hả? Thiệt sự hả? Có phước hơn có ba ruột. Em không nhận, em không chịu. Cái ba nói là không, cái này là anh không có cho em nha, biết không? Anh cho con anh.
anh dành cái gì tốt cho con gái anh chứ anh đâu cho em đâu, mẹ không nhận. Giỡn, em nói hồi nãy nó giỡn, anh Tâm mới gọi về nó giỡn nha. Ủa rồi bạn bè sớm thì có sao lại ra tiếng bạn? Dạ không, mấy cô dòng dòng sớm thì em thấy hai mẹ con em mấy cô mừng á. Mấy cô nói hả, tới ngày thì em nói nỉ sướng ha, nỉ có ba chắc nên tôi đi tìm ba nuôi quá. Mấy chị, nói chung là mấy chị dòng dòng sớm đây là thương. Ở còn phần giấy tờ của này thì sao? Dạ bây giờ em đợi em lấy giấy nữa xong rồi anh. Em lấy giấy cái chứng minh về là em làm xong rồi. Có thể là sẽ dành cái thời gian cho hai mẹ con có không gian riêng, rồi những cái hoạt định sắp tới, nên là tạm thời cái video này gửi đến cho mọi người có thể là tạm thời cái video cuối cùng để dành những trường hợp khác. Còn khi nào mà Nị đủ cái số ký hoặc là cái việc thủ thuật nó hay là như thế nào đó thì có thể là em gọi điện cho anh để anh thông báo cho người ta để người ta vui, ví dụ như cái ca phẫu thuật thành công gì chứ được ha. Vậy là chị cũng trải qua cái thời gian cũng hết thời gian khó khăn rồi, tới tính tới thời điểm này. Cô Phú xin phép được kết thúc cái video ở đây để cho Nị đó nó nghỉ ngơi, nó ngủ á mọi người. Đó thì chia sẻ cho mọi người về hai mẹ con của Dung với lại Tí Nị trong cái suốt khoảng thời gian qua Google Food đã chia sẻ cho mọi người. Với lại cũng cho em nói là trước em cũng cảm ơn anh với lại cái chuyện mà kết nối với anh á để nói với em hai hoàn cảnh hai mẹ con vậy. Em cũng cảm ơn chị với lại là anh với lại trên cái YouTube của mình với lại những cô chú anh chị đã giúp đỡ hai mẹ con lúc mà thời điểm mà hai mẹ con á là khổ cực. Tới thời điểm hôm nay thì hai mẹ con là cũng gọi là quá tốt rồi, để cho con em này nọ giờ cũng có không gian này nọ. Thứ nhất là ba nuôi thì cũng phần đỡ đần cho hai mẹ con, những cái sửa sùng hay này nọ của Nị, nhà cửa là có ba nuôi Nị lo cho Nị. Hình như là anh Tâm là anh xem được anh biết được hoàn cảnh hai mẹ con là ở trên kênh của tụi anh. Dạ, là anh mới xin những số điện thoại đúng không? Dạ, anh kể là giống như là anh vô tình anh đứng ở như trước nhà thì anh uống bia thì anh mới lướt á, anh thấy là ủa ai mà cô nào mà giống kể anh để cái hình em á, là cô nào mà sao để cái tiêu đề là giống như là bị này nọ vậy đó. Thì anh thấy vậy, bây giờ anh coi thì anh coi anh thấy chà, trong cái cô này á, trong mình cũng còn nhỏ mà cổ xinh, anh nói anh thuộc là cổ xinh mà tại sao cô bị vậy vậy. Cái xong rồi cái clip thứ nhất, cái xong cái clip thứ hai mà em đút ống của em mới Nị nè. Cái xong anh thấy vậy, cái xong anh cũng suy nghĩ, anh đi làm anh suy nghĩ gì đó, anh thấy là tội, anh mới điện anh bấm đại vậy đó, anh gọi gặp ai anh xin anh gì cũng biết. Thì nói là bây giờ có thể là nói với em là cho nhận Nị làm con nuôi vậy đó. Em bữa anh lại anh nói vậy đó. Thì khi mà ảnh cũng ẹp Zalo em á, em đâu có đồng ý, em đâu có biết ai đâu, đâu có đồng ý đâu. Cái bữa đó anh nói là có gì vậy á. Thì phải khoảng mấy ngày sau em thấy mà em mới vô. Rồi xong rồi em mới vô em đồng ý ảnh mới gọi được cho em. Rồi ảnh mới nói là anh có xin chương trình rồi này nọ, anh đó là xin số em để nhận Nị, em thấy sao này nọ thì em cũng nói dạ cái gì đó. Cái đó thì em cảm ơn anh. Thì ảnh vậy rồi xong rồi khi mà anh gọi anh đâu có thấy cái nhà đồ này nọ đâu, sau này anh thấy vậy anh nói là anh nói cái này anh được em nhận, đừng có nói là từ chối với anh, nếu mà anh muốn cho bé cho con anh những cái gì vậy. Rồi xong rồi thời gian cũng đi bán, anh cũng cho làm xong nhà cửa là cũng đi bán, nhưng mà kiểu như thấy nắng nôi mưa xuống nè anh, rồi anh mới kêu là thôi ví dụ em nghỉ đi, đừng có ẵm con gái nuôi của anh đi nữa. Tội ha, tội chứ. Dạ. Nị ha, chắc là mấy nay là bệnh cứ gọi suốt đó. Google Food xin phép được kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Về thêm nữa là chia sẻ thêm là Dung nó có nói đó là bác sĩ tư vấn là khi nào khoảng 10kg hoặc là trên 10kg có được cái sức khỏe thì mới là tiến hành phẫu thuật, rồi phẫu thuật như thế nào, rồi cái khoản tiền phẫu thuật như thế nào nữa thì cái đó bác sĩ sẽ tư vấn sau. Thì khi nào mà có những cái thời gian nhất định thì mình sẽ cập nhật đến cho tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.